Bấm tay giao hàng, bấm tay giao hàng. Mọi người đang bảo là bấm gả bố cho cô này thì có gả không? Con gả bố cho cô Vi. Con gả bố cho cô Vi rồi. Cô Vi và bố là một cặp. Con gả bố cho cô Vi rồi. Nên là các cô đừng có hão con nhỉ. Cô Vi này thì hơi mập mập nè, đội khăn vô cute nè. Con bố thì gầy gầy nè, xong đẹp trai nè, hợp với cô Vi luôn. Một đặc điểm giống nhau là có đều nốt ruồi ở tay. Và một đặc điểm của con với cả bố đều có một nốt ruồi ở bên cạnh này, với giống nhau y xì luôn. Đúng rồi. Ở gần ở vai này. Ở vai không lệch 1mm là luôn cô chú ạ. Ở kia cứ tưởng con hàng xóm, hóa ra con bố thật nhỉ. Nhỉ.